Ai cứu tôi với các nàng ơi. Một set đồ gồm áo blazer kèm chân váy sẽ là lựa chọn hoàn hảo mang lại vẻ ngoài lịch sự và nữ tính cho các nàng khi diện đi chơi đi làm đó nha. Áo blazer vốn là item được chị em cực kỳ ưu ái bởi sự nhẹ nhàng và trẻ trung, không hề cứng nhắc và làm lừng tuổi như vest. Blazer của nhà Mega được thiết kế mềm mại và duyên dáng với phần vê áo nhỏ nhắn nữ tính, hai túi áo nhỏ xinh tiện lợi. Điểm nhấn là tay lỡ được phối thêm phần sàn gấu hoa cùng họa tiết với chân váy vô cùng điệu đà và độc đáo. Chiếc blazer đen được mix cùng với một em chân váy hoa xếp ly dáng dài với tông màu trắng chủ đạo, set đồ trở nên nữ tính và nhẹ nhàng hơn cho nàng. Set đồ thiết kế của Mega Fashion đảm bảo chất lượng cao cấp đến tay khách hàng. Chất tuyết si dày dặn, mềm mại, mặc thoải mái vô tư hoạt động. Chân váy rất van lộ hai lớp cẩn thận, giữ được độ xòe và độ bay tự nhiên của váy. Ngoài cách mặc full set được mix sẵn của nhà Mega thì chị em hoàn toàn có thể tách set và mix đi em luôn nha. Tách riêng áo blazer để phối với cùng quần tây dáng baggy thanh lịch, hoặc phối chân váy hoa với một em áo sơ mi trắng để có vẻ ngoài nữ tính hơn. Tất cả những sản phẩm em Hương dùng đến Mix Made đều đang sẵn hàng tại Mega để phục vụ chị em. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mốc thiết kế thời trang mới nhất nha.